thật sự quý vị những đức ở một nơi lo lắng cho mấy ngàn người chính mình là người nhận người ta và sắp xếp lo lắng cho anh ta khi xa cái nơi như vậy thì thật sự lương tâm của một con người mà dù tu hành gỡ nào đi chăng nữa thì cũng cảm thấy nhớ và thương chứ quý vị thật sự đối với đại chúng đối với các cụ mình thương lắm nha nhớ và thương chứ quý vị nhưng mà mình gói gọn cái tâm lại mình ngồi mình suy nghĩ đến cái cuộc đời này không có buổi tiệc nào mà không tàn hết quý vị thật sự cả những đức với nhiều vị phật tử ngồi đây chúng ta cũng có những thời gian được gặp nhau ngồi với nhau nói chuyện vui <laughs> bây giờ thì mình giỏi lắm chỉ gặp nhau qua màn hình thôi nhưng đó cũng là điều tốt <laughs> Phật pháp nó giống như là một cái sàn Nó sàn quá một cái mình sẽ biết được người nào là người có tâm đối với Phật pháp. Giống như có một bà cụ vừa gặp như Đức mới nói, "Thầy ơi, khi thầy gặp nạn đó là một cái thước để đo lường lòng người đến với thầy." Như Đức nói thật quý vị là con người những đức mình hiện tại thì cha mẹ mất hết gia đình thì cũng không có không có vợ con gì cả cái tình cảm của người những đức là nó trang chứa đối với chúng sanh thật sự có khi những đức đi đến một cái nơi mà ở chỉ một mình một cái người gì thôi thật sự những đức mỗi tuần thứ bảy tự nhiên những đức nhớ các cháu nhỏ vì từng nào suốt năm sáu năm nay các cháu đều đến những đức đã nhìn từ đứa bé nhỏ nó lớn tính chùa mình nhớ đó nha nhớ đó, cái từng tặng món quà đồ này kia cho các cháu có nghĩa là tình thương con người học Phật nó có một sự dạt dào quý vị đó gọi là hữu tình chúng sanh nhưng mình phải nhận thức rằng cái cõi này không bao giờ chúng ta có thể tồn tại mãi mãi bên nhau được vì cái cõi vô thường mà hiểu chứ và buổi tiệc nào cũng tàn cả gia đình của mình cũng vậy có những lúc vợ chồng còn trẻ con cái mới sinh được một hai đứa con nhỏ Cảm thấy mình rất hạnh phúc chứ quý vị Cảm thấy gia đình mình là rất hạnh phúc Nhưng mà con càng ngày càng lớn lên Thì chúng ta càng ngày càng già đi Và tự nhiên ông bà cha mẹ mình từ từ mất Từ từ người mất Rồi từ từ người chết đi Rồi con cái của gia đình có gia đình riêng Có khi vợ chồng lại hiu quạnh ở trong nhà Rồi từ từ chồng hay vợ lại chết đi Một mình mình đến coi quạnh quẹ Nếu không có Phật Pháp để so dịu khỏi lòng mình Thì con người mình sẽ đau khổ dữ lắm quý vị ạ Thật sự Đừng bao giờ nhìn có người đó có một cái điểm gì đó. Họ sai. Chúng ta lại đá đổ hết tất cả những gì bản thân họ đến với người khác. Con người chúng ta sống trong cuộc đời này thường là nhiều điều tốt chúng ta không nhìn thấy. Nhưng chúng ta học Phật rồi. Phải tin nhắn quả. Nhớ kỹ. Nên những đứa nói rằng Phật Pháp rất là hay. Phật Pháp có một khả năng đặc biệt để so dịu cõi lòng của chúng ta. Có những đoạn những đứa nói chuyện, thật sự, có những lúc cũng thô, có những lúc cũng vui quá đáng. Nhưng mà thật sự, tại sao nhiều người cũng quý mến Tại vì chính chúng ta khi cuộc sống ngoài đời, chính những đứa ra ngoài đời, những đứa ấy, con người mua gánh bán bưng cực khổ lắm, có nụ cười còn không có. Lắm. Đến với nhau nói một lời nói, hai lời nói, cảm thấy nghi nhau, ngờ vực, sợ lo. Thật sự luôn quý vị à, mình không biết ai là người chăng thật với mình giết rồi con người mình nó bị một cái sự nặng nề trong tâm tại sao người ta thích nghe những cái chuyện gì người ta được cỡ mở cõi lòng người ta được vui và quên đi những cái nặng nề mà khi người ta bị áp lực thật sự tại sao quý vị biết ngoài đời khi người ta làm việc mệt nhọc quá người ta lỡ người ta coi hài quý vị vì người ta nghe hài hước người ta vui cười lên chút để người ta quên đi cái sự áp lực công việc áp lực gia đình thật sự còn Phật Pháp nó có một công năng đặc biệt Còn cao hơn rất nhiều Để so dịu khỏi lòng Và cho mình nhìn nhận được định lực nhân quả Và mình thấy được Tất cả những cái quả đến với mình Là do nhân mình gieo Tất cả những cái nhân mình hiện tại gieo Là cái quả tức khắc sẽ sanh ra Như vậy Nhân quả nó rất tương đồng quý vị Trong cuộc đời vật chất tiền bạc Danh lợi nó cũng rất quan trọng Nhưng cuộc đời của người sẽ đi qua quý vị Tất cả những cái này những đứa từng trải qua thật sự đã từng trải qua hết cảm giác rằng cuối cùng trở lại như là con số không không có gì cả cái khởi đầu những đức đi tu cũng không có gì cả đến khi những đức ra khỏi chùa quý vị biết rằng bây giờ những đức cũng ở nhà người thôi những đức cũng đâu có chỗ ở đâu cũng ở nhà phật tử thôi quý vị thật sự một căn phòng nhỏ nhỏ người ta cho mình được ở và mỗi ngày người ta cho mình một cái chén cơm để ăn nhưng những đức nói với vị rằng Đối với Phật Pháp những đức không bao giờ Mà chán nản Vì những đức tin 100% Phật Pháp cứu cuộc đời mình Phật Pháp, Pháp rất là hay Dù như thế nào Phật Pháp, Pháp cũng rèn những đức ra Một con người không đến nỗi tệ quá Nếu như những đức không gặp Phật Pháp Những đức sẽ rất là tệ Rất là tệ, rất là hư Những đức đã từng nói rất nhiều điều bản thân mình hư với vị Ngày xưa những đức còn đắp y Ngồi trên một giảng những cũng từng nói với vị, những đức rất nhiều thứ hư hỏng không nói tốt hoàn toàn nhớ kỹ vì sao vì có người mình là đang sửa đổi lỗi lầm nhớ kỹ đang sửa đổi lỗi lầm Phật pháp đã cho những đức hình thành một cái tâm là cỡ nào cũng biết thương người cỡ nào cũng biết thương người nên cả đời những đức dù hiện tướng gì đi chăng nữa những đức cũng mong đem Phật pháp giới thiệu mong một đem Phật pháp giới thiệu mong quý vị mỗi người nghe như vậy rồi Hãy cởi mở tâm tư của mình trong khi mọi một gia đình, mỗi một gia đình có một hoàn cảnh. Mỗi một con người là mỗi nghiệp, mỗi một gia đình là mỗi một hoàn cảnh. Dù bạn hôm nay có thịnh vượng cỡ nào, bạn có được người tung hô cỡ nào, bạn có điều kiện giàu sang, danh tiếng cỡ nào, nhưng bạn hãy chờ xem. Cuối cùng, con người, ai cũng phải đi đến cái hạ xuống. Nhớ kỹ, đây là 100%. Chính bản thân nghĩ đó là sự, sự trải nghiệm này, quý vị. Thì biết những đức cũng là người có tiếng tâm chứ không? Bước ra bao nhiêu người tung hô Nhưng cuối cùng bây giờ những đức Ra khỏi chùa Đến một cái nơi ở Ở nhờ người khác Một căn phòng nhỏ nhỏ Sống qua ngày cuộc đời còn lại May thay mắng thay Những đức có một phương pháp tu Dù trước một cái tivi nhỏ nhỏ Nhưng quý vị bao nhiêu con người Đang cùng tu những đức Đây cũng là cái sự an ủi của cuộc đời mình Biết đâu đây cũng là cái để giúp cho những đức đời này dễ dàng sanh hơn. Vì sao? Vì buông suốt nhiều thứ. Không buông cũng phải buông. Dù nhớ nhung đại chúng thương yêu các cụ hay các trẻ em thì bây giờ cũng phải buông. Tại vì sao? Vì đã cầm không được thì phải buông chứ sao giờ quý vị, vị. Nếu tự nhiên không mà buông thì buông không được. Bây giờ phải như vậy thì mới buông được, thật sự. Mười mấy năm nay lo cho đại chúng bằng cả tấm lòng nhiệt tình hết mình thật sự quý vị cũng thấy quý vị là chùa bị thấy rõ ràng hết có nhiều người đặt câu hỏi vì sao ông thầy vậy mà vẫn có nhiều người cùng tu với ổng ta cái quan trọng là chúng ta cùng niệm phật hiểu không, quý vị vì mọi người đều có cái nghiệp cái quan trọng là chúng ta niệm phật để sửa mình thôi ai có lỗi ai sai là chuyện của người ta miễn những cái gì người ta hướng dẫn mình mà mình làm được lợi ích thì đó là cái tốt và cảm ơn rồi thật sự đó là tốt là cảm ơn rồi Con người nhân vô thập toàn quý vị à Không ai mà tròn vẹn bao giờ Nên từ nơi đó mà Phật Pháp rất là hay Mong quý vị cố gắng niệm Phật Và những thời khóa tu này phát triển rộng ra Để từng nhà mình có ngôi tam bảo Và có sự tu tập Nên những đức đã từng nói rằng Tặng tượng Phật Và hướng dẫn ta tu Tại gia đình Những đức tin bằng tịnh độ này cắm gốc từng nhà là thù thắng nhất Nên số lượng tượng Phật Nhân đức tặng quý vị rất nhiều rải khắp nơi nơi luôn vì sao vì những đức tin một trăm một ngày nào tịnh độ sẽ cấm từng nhà tịnh độ sẽ cấm từng nhà khi tịnh độ đã cấm từng nhà thì mới thành từ nơi đó mà có những thời gian những đức tập trung đó là duyên như khi tịnh độ cấm từng nhà là chỗ quả nên quý vị bây giờ ở nhà có tờ khóa tu ổn định mỗi ngày bấm số niệm phật đi đâu đeo máy niệm phật và thấy miền ngoài người ta bị bão tố lũ lụt khổ những gì đóng góp giúp đỡ được thì cố gắng giúp đỡ cho người bằng cả tấm lòng của mình. Mỗi ngày cứ nghĩ thiện, làm thiện. Những gì cái ác của mình đã tạo cố gắng gói, gói gọn để vượt qua và cho nó qua đi. Vì nó có nhân quả. Thiện đến với mình cũng nhân quả. Ác đến với mình vì nó có cái nhân đó nó mới có cái quả đó. Nên đừng bao giờ đi trách hờ người khác. Vì khi chấp thờ người khác Đó là sự khổ đau của cõi lòng Nhớ kỹ nghe quý vị Chấp thờ hẳn người, thất vọng người Đó là khổ đau cho chính mình Buông nó ra đi quý vị Thật sự mà nói trong cái cuộc đời này Nếu như chúng ta không nghe được Phật Pháp Không có thời gian niệm Phật Chắc chắn là mình lao theo cái cuộc sống Mình sẽ không dừng được đâu Rồi mình dễ làm những điều lỗi lầm Mà không có thể nào quay đầu được nhờ Phật pháp giúp cho mình có thể quay đầu được rất là quan trọng nên nhìn đức thấy cái thời cuộc này mà tu tại gia đình này hay tại vì sao vì một là mình có thể tu tập được và mình có được cái thời gian Thì mình lo lắng cho gia đình mình cũng được mình không phải đi nhiều quá với thêm cái nữa là mình ở xa 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 không có được gần gũi với nhau nhiều con người thường là gần nhau thì thấy lỗi lầm của nhau rồi xanh lên cái tâm gọi là khinh thường nhưng từ xa mình hướng dẫn mà nếu quý vị được lợi ích lớn cái tâm cung kính và biết ơn nó đặc biệt lắm khi nửa năm một năm gì tự nhiên chúng ta có duyên chúng ta gặp nó quý dữ lắm quý vị ừ. nghe cũng không nhiều tu xong được nhắc nhở một chút để cả ngày của mình tính nguyện niệm Phật Đó là cái đặc biệt tuyệt vời Nhưng đứa con không ngờ rằng là Mình lập cái room mà số lượng bây giờ đông như vậy Cái room số 1 này à, Vô không được nữa đây, Room số 2 nay vô được mấy chục người nữa đó. Tiếp tục chúng ta quảng bá ra cho người ta biết vô thuốc Hay nhớ gia đình có ngôi tam bảo Mỗi ngày mình có sự tu tập mang một cái tâm là khoan dung tha thứ và dễ tính nhớ kỹ ngay vị tu hành làm sao dễ tính khoan dung và tha thứ vì nhắm mục tiêu này đi một trăm phần trăm quý vị tu tập người nhà mọi người sẽ thích quý vị tại vì bản thân mình cũng muốn người ta tha thứ cho mình nếu mình không tha thứ cho người ta ai tha thứ cho mình quý vị đa bằng con người ai cũng thích gần người dễ tính vui vẻ mình niệm phật mình dễ tính mình vui vẻ ta thích mình dù mình không đẹp đâu ta cũng thích mình tại vì mình đến gần người ta người ta vui vẻ dễ tính khoan dung tha thứ mình gần người đó thì mình thấy mình nhẹ lòng lắm quý vị à, còn mình gần ai mà người gắt gao khó khăn câu mau, khó chịu tính toán so đo mình gần họ mình sẽ bị nặng nề dữ lắm nên mình tu là mình dọn được những cái thứ còn có người tập khí thì ai cũng có nhưng mà mình lọc nó từ từ nên niệm phật là để lọc những tập khí từ 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 và điều chỉnh tâm mình lại từ 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 nhưng cái quan trọng cực kỳ luôn là trước nhất phải niệm phật làm sao từ từ tính tình dễ lại dễ tính đừng hạng thù buồn trách ai để trong tâm lâu có đó nhưng đừng để lâu quá nhé để lâu sẽ làm mình tiêu cực ghê lắm để lâu làm mình tiêu cực nhé nguyện tam bảo gia hộ cho vi vị tính nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc A Di là Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật A Di Đà Phật